Hello tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ quay cái clip về con Violet. Thì hiện tại con này nó đang sống ở trong cái hồ này. Và cái hồ này hiện tại thì nó bị mối mọt quá trời. Ngày trước mình mua cũ cả hồ gỗ lẫn hồ kiến. Có 2,5 triệu thôi thì chắc là gỗ tạp, gỗ dỏm gì đó. Bây giờ nó mối mọt và nó yếu rồi, mình có gia cố chân sắt nhưng mà thấy cũng không yên tâm. Thì dự định mình sẽ thay thế hồ này bằng một cái hồ khác, mình đã đặt làm rồi. Và clip này là quay coi như clip là cuối cùng mà nó còn ở trong cái hồ này. Em quay cho các bạn xem kỹ chân nó mọc luôn, ăn tới cái chân luôn. Hôm nay thì nó rất là yếu rồi, nó mọt luôn. Mọt rất là nhiều. Trời mưa cái hồ nó động xương sao nó mà cầm những đi. Rồi cái hộp lọc của anh xem. Đây là cái dàn mưa này. Trời má nè, cái bông lọc nó phình lên. Mình lười giặt quá. Chắc cái này lý do nó đục nước rồi. Để mình thay cái khác mới được. Rồi hiện tại là mình đã thay cái khay lọc mới rồi đó các bạn. Thì bằng y lưới với nóc các bạn. Thì clip sau mình sẽ có một clip chia sẻ về cái lưới lọc này mà mình mới chế, cũng rất là hay ho, rất là thú vị các bạn. À, clip sau, hẹn các bạn ở clip sau. Đây là cái dàn lọc, cái cây trầu hòa này teo ngắt muốn chết mẹ nè. Thì hiện tại cái con Violet này á nó rất là to rồi các bạn, size nó chắc phải tầm gần 70. Để tay vô các bạn xem, bự kinh khủng. Thì con này là ba mình mua có một cái tiệm cá ngoài gì là đạch giá. Đây là cái tờ sơ của nó nè, nó cũng có ghi là 19 tháng 9 2015 âm lịch là cái ngày bắt nó về á, mà trong khi lúc mà bắt nó về nó cũng to rồi, nó cũng gần được 1 tuổi. Thì tính ra bây giờ nó phải cỡ 6 tuổi. Từ một con cá bỏ trong xó một cái tiệm nó ốm nhôm ốm nhách, lúc đó thì nó rất là ốm và nó hơi môi nó hơi dư. Bây giờ mình để mình cho xem các bạn xem lại cái clip ngày của nó mới về. Và bây giờ thì nó thành mụn cá, nó to béo, môi nó lớn lên, năng nhiều, nó môi nó đỡ, nhìn giờ cũng thấy rất là êm. Mắt hay lồi nên con này rất khó xẻ mắt. Và cái clip cách đây 1 năm á, mình có quay á, thì so với bây giờ thì mình thấy nó không lớn hơn được bao nhiêu.
y vậy à, mình nghĩ nó mát sai à, màu thì nó cũng chỉ cỡ này thôi. Do đó mình nghĩ đến lúc nó phải có sự thay đổi và có một cách nuôi khác. Body thì ok rồi, bây giờ phải tìm cách để lấy màu. Từ sơ quá, cá đỏ vải đái luôn, sao nó không đỏ được như trong giấy nhỉ? Ghê không? Đó, gắn rõ như vậy nha mày. Mình sẽ có một dự án mới, một cái hồ để chuyên dụng để mà tanning và một cách nuôi mới, hy vọng là sẽ đổi màu với chương. Và cái hồ này cũng đã đến lúc mà phải thay đổi, phải bỏ đi rồi, mối mọt và nó xấu quá. Hay là thứ hai là mình để ở trong cái nhà kho đó, nhà kho nó rất là bụi bặm mà thật sự là nó cũng không hợp lý. Rồi mình sẽ hẹn các bạn ở một cái clip sau, ở một cái hồ mới, cái nhà mới, hy vọng với một cái cách chơi mới sẽ có một cái diện mạo mới cho cái con Violet này. Xin chào, hẹn gặp lại.